Cũng thế, để trở thành một cái Photoshopper chuyên nghiệp đấy, bạn có khi cũng phải học trong 6 tháng đến 1 năm. Nhưng mà chúng ta chỉ cần dùng một số những cái kỹ năng cơ bản, như vậy bạn chỉ cần ngồi học đâu đó 30 phút đến 1 tiếng để hiểu biết về cái kỹ năng cơ bản sử dụng cái này thôi. Chứ không phải là cái học cái môn này sao phải dùng lắm thứ thế, đúng Tiếp theo là liên quan đến GitHub hay liên quan tới sau này chúng ta xây dựng xong một cái website thì bạn phải đẩy nó lên một cái con server mà server về web thì đa phần nó phải chạy dưới dạng giao diện dòng lệnh, bởi vì máy chủ phần lớn là máy chủ Linux. Nhưng bạn sẽ cần phải làm quen với những công cụ giao diện dòng lệnh. Bản thân thì thằng Windows 10 và Windows 11, cái Commander và cái công cụ Shell của nó hỗ trợ sẵn những cái lệnh này rồi. Tuy nhiên bạn nào không thích dùng những cái tool đó thì có thể dùng cái tool CMD này thay thế. Rồi, liên quan đến cái phần thiết kế thì đây, bạn nào mà không muốn dùng những cái tool sau này phần thiết kế liên quan đến cái thư viện Bootstrap này, thằng Bootstrap này nó có hẳn một cái tool để bạn kéo thả cái giao diện đồ bằng bằng kéo thả bằng chuột đấy, không phải code nhiều ấy, thì có một cái tool là Bootstrap Studio. Với những bạn mà có email edu, hoàn toàn bạn có thể có cách để đăng ký dùng Bootstrap Studio bản quyền miễn phí. Thế còn bạn nào mà lười đăng ký thì lên trên Google search là Bootstrap Studio Full Scratch. Rồi, liên quan đến cho cả những bạn thiết kế web hay là các ứng dụng di động, thì một cái điểm các bạn cần chú ý là khi mình sau này mình làm dự án lớn, học nhóm với nhau hay là mình trao đổi với khách hàng, mình chưa có thời gian để design chuyên nghiệp bằng Photoshop hoặc là code luôn thẳng bằng HTML và CSS. Bạn có thể dùng một cái công cụ mang tính chất là phác họa nhanh. Đó. Đây, tôi định thiết kế cho anh cái giao diện web như thế này. Thì chỉ việc cài cái tool này ra kéo thả rất là nhanh. Đấy. Thì nó dùng cho cả mobile lẫn web app. Thì sau này ấy, nó cũng là một cái phần, một cái mẹo mà bạn có thể dùng khi làm đồ án tốt nghiệp. Nó giúp cho đồ án của mình có nhiều nội dung trình bày dài ra, đáp ứng được số trang. Nó có rất nhiều ý nghĩa. Đó, thì công cụ này có rất nhiều công cụ khác nhau. Công cụ tôi đề xuất ở đây là Balsamiq Mockup. Chỉ điều là trước đây thì nó là công cụ free hoàn toàn nhé. Bây giờ thì nó dưới dạng là cũng bán dưới dạng trả phí rồi. Rồi, một công cụ bắt buộc cho môn học này tất cả đều phải dùng. Đây chính là cái công cụ mà sẽ chạy trên môi trường web server. Trên môi trường server. Thực ra ấy, bản chất cái mà ta cần phải cài ấy, cái thứ nhất là cái môi trường để biên dịch cái mã nguồn chúng ta học cho môn này là môn PHP. Bạn sẽ phải dùng các cái tool như là Apache hoặc là Nginx cộng với một cái hệ quản trị, ở đây là MySQL. Chỉ điều là bạn thích thì bạn cài đặt riêng rẽ cũng được. Người ta đã sinh ra những cái tool để cài một phát mà có sẵn cái công cụ này luôn. Thì đây là tên của nó. Bạn chọn cái gì cũng được, tùy vào sở thích. Còn trong môn học này sẽ thống nhất chúng ta dùng Sharp. À, nhưng vấn đề này, bình thường thì rất nhiều bạn hiểu rằng là cài phần mềm ấy dễ rồi đúng không? Cài Sharp này thì cũng dễ thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta cài xong mục tiêu là phải chạy được nó lên. Cái mà các bạn sẽ gặp phải nhiều ở đây ấy, là khi các bạn chạy cài SAM lên, nhiều bạn không chạy được lên. Nguyên do này. Rồi, trước khi giải thích, tôi muốn hỏi một số bạn. Giang Vân Nam này. Nam có Dạ. biết vì sao mà khi cài, ví dụ như những thằng này lên ấy, có thể nó không chạy không? Biết vì sao? À, em nghĩ là có thể là do nó không hỗ trợ hoặc là mình cài chưa đủ ứng dụng để hỗ trợ. Đây là lý do vì sao mà tôi nói các bạn. Lớp mình học môn hiệu hành chưa? Dạ chưa ạ. À, chưa học thì đấy cũng là một cái cũng khá tiếc, nhưng thôi, chưa học cũng chả sao cả. Bạn nào mà đã từng dùng hiểu qua